Chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay xin giới thiệu với tất cả anh em một con cục đẩy công suất rất là lớn, đó là con MX1600. Con này thì Tuấn hôm nay sẽ bóc hộp và giới thiệu cho anh em. Anh em nhé, con này là một trong những cái cục đẩy mà công suất rất là lớn, lên tới 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy nó rất là lớn. Nếu mà cả thùng thì nó rơi vào tầm 40 cân anh em nhé. Riêng vào ruột thì nó tầm 37-38 cân. Nó là chạy mạch Class H anh em nhé. Đó, chạy mạch Class H. Khoan đã, Quân bóc cho anh cái cắt tơ lông ra cái. Rất là nặng, nói chung là nó rất là nặng. Cắt tơ lông đây của nó. Con này là bản mới về anh em nhé. Bản cũ thì bên em đã không còn nữa rồi. Đấy, giờ xem nó. Công suất cuối trang luôn. Nữa đi. Đấy, công suất của nó là 8 ohm là 1500W, 4 ohm là 3000W và 2 ohm là 5000W. Nhưng mà khuyến cáo anh em là lên đánh ở chế độ 4 ohm thôi anh em nhé. Đó, size 3U41kg là cả thùng anh em nhé. Cả thùng. Đây, chiều dài chiều rộng của nó đây. Anh em có thể thấy. Đó, thì anh em sẽ thấy con đẩy đây, rất là nặng. Nó size 3U anh em nhé. Size của nó là size 3U. Đó, rất là lớn. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là đây là quạt gió, nhìn như phản lực luôn anh em nhé. Nhìn như phản lực. Và Tuấn có thể test vào cho anh. Với công suất của nó lên tới là, khoan đã, trước khi ấy thì Tuấn xoay cho anh xem cái đít của nó. Đó, con này thì đây, made in PRC anh em nhé. Sản xuất theo công nghệ của Mỹ, USA, nhưng mà made in PRC luôn anh em nhé. PRC tức là của China đấy anh em nhé. Chứ anh em, nhiều anh em hỏi là của Mỹ, của Nhật thì không có đâu anh em nhé. Công nghệ của Mỹ thôi, nhưng mà với làm sản xuất tại China. Đấy, nói thế cho nó nhanh. Và con này có các cầu như là Bridge, Parallel và Stereo anh em nhé. Stereo. Đấy anh em có thể thấy là luôn cách đấu dây này. Kênh A là CH1 1 cộng 1 trừ. CHB đúng là 1 cộng 1 trừ theo. Còn Bridge thì chúng ta sẽ là 1 cộng với 2 cộng anh em nhé. Thì hai cầu đỏ này đi với nhau. Đấy thì anh em có thể thấy. Và đây là cổng in và cổng linh. Linh ra một cục đẩy khác. Đây là rắc Canon cắm vào anh em nhé. Đó, rồi ok. Thì bên em sẽ. Và khoái nhất là cái dây nguồn anh em nhé. Khoái nhất đây. Khoái nhất đây cho anh em này. Dây nguồn thật là bá đạo anh em nhé. Thật là bá đạo đây anh em có thể nhìn thấy đây. Ok chưa? Rồi ok. Em sẽ test luôn cho anh em cùng tham khảo luôn anh em nhé. Thì thật ra với công suất con này thì có thể đánh được súp kép. Mà súp kép thì em đang có đây. Nhưng chưa có dịp review cho anh em. Súp kép anh em nhé. KT218. Thì có thể đánh được một con này có thể đánh được một cặp súp kép luôn. Thì ok thì em sẽ test con này trước cho anh em. Trước tiên là em sẽ đánh với một con súp đơn 50. Và một kênh thì sẽ đánh với một cặp mà 30 thôi. Ngày công suất nó quá non nhưng mà test cho anh em cùng tham khảo. Trước khi test thì bên em có tháo sẵn một con cho anh em rồi. Và đã tháo ruột luôn cho anh em nhé. Đấy thì anh em có thể xem qua đây. Với công suất của nó rất là lớn. Biến áp của nó là size 3U anh em nhé. 3U. Đó, rất là lớn. Và quạt gió của nó như là phản lực luôn anh em này. Như phản lực luôn. Đấy thì anh em có thể thấy đây. Đó, như phản lực luôn anh em nhé. Tụ thì sử dụng lên tới 24 tụ, làm 2 tầng tụ anh em nhé. Tụ 63V và 10.000mi. Đó, anh em có thể thấy. Và sò thì cái này anh em không thể tính được rồi, nó rất nhiều sò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 8, 8, 6, 4. 64 tọ sò cả bù áp anh em nhé. Cả bù áp là 64. Con này chạy mạch Class là mạch Class H anh em nhé. Trọng lượng của nó rơi vào tầm khoảng độ đây PM 1.8 đây. Đây. 118 V đầu ra anh em nhé. Đó, 118 V đầu ra ok chưa? Đó. Rất là lớn. Công suất được 1500W anh em nhé. Ở chế độ 8 ohm, 3000W ở chế độ 4 ohm. Anh em có thể thấy đây. Sò thì hầu như là sử dụng sò Toshiba TTA 1943 và TZC 5200 anh em nhé. Đấy, sò rất đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và anh em có thể thấy là con này thì chuyên để đánh súp rồi, chuyên đánh súp. Và bên em có một mẫu 4 kênh nữa cũng chuyên đánh súp anh em nhé. Chuyên đánh súp.
Con đó thì công suất 4 kênh mỗi kênh là hơn 1.000W, cũng rất là cao. Và con này hiện tại bên em đang giao bán cho tất cả anh em là 8.700.000 đồng, bao ship cho anh em luôn. Đó, linh kiện anh em có thể nhìn rất là đẹp, rất là thẳng hàng anh em nhé, rất là thẳng hàng, rất đẹp. Ở đây thì anh em có thể thấy quà rất là đẹp. Bốn quạt gió này thì anh em không lo lắng nó nóng nữa anh em nhé. Dây của nó rất là lớn. Đó, đây là phần nội thất của nó. Và tiếp theo thì em sẽ test luôn cho anh em cùng tham khảo. Ok. Đó. Đấy. Quạt khởi động cứ như là phản lực anh em nhé. Đây là đánh phun. Một điều đặc biệt ở cái con đẩy này là nó rất là hay, ở cái là anh em tới mức volume nào là anh em biết ngay. Đấy, tới mức nào thì anh em biết ngay, có nghĩa là chúng ta có thể nhích từng ly từng tí, nó sẽ lên dần chứ không như những con cục đẩy khác là lên tận trên cao này là cao nhất, còn lên cao nữa thì nó không ra được tiếng anh em nhé. Ở đây thì nó rất là đều. Tiếng rất là lực luôn anh em nhé. Thì em có thể sử dụng một con EX3000 để em cắt súp. Cắt súp này thì nó vẫn hơi bị lọt lời anh em nhé. Lọt lời vì sử dụng con xem nào, để em xem nào. Rồi, con nâng tiếng thì nó không được. Rồi, để xem nào. Quân có thể đổi bài khác. Con này thì chuyên chơi súp. Hình như là cắm nhầm hay sao ấy. Cắm nhầm. Đây. Gạt sờ teo mới là chuẩn anh em nhá, gạt sờ teo mới là chuẩn. Đây. Đấy rồi, ok. Đó, gạt sờ teo lúc ấy là để paranel nó sẽ linh. Đấy thì bây giờ. Đó. Đấy cho anh tờ giấy. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Quá mạnh luôn. Đó, quá là lực anh em nhé. Đây này, anh em có thể thấy. Đó. Đấy. Quá là uy lực luôn anh em nhé. Đây. Rung cả cái này luôn. Đó. Đấy thì anh em có thể thấy. Khá là uy lực anh em nhé. Đó. Con này thì đánh được thoải mái cho anh em là một cặp súp đơn, một cặp súp kép anh em nhé. Súp đơn thì nó có thể đánh cho anh em là một cặp súp kép hoặc là hai cặp súp đơn anh em nhé. Đấy, vì công suất nó rất là lớn. Đó. Vừa rồi thì em để panel nhưng mà vừa gạt lên sờ teo rồi. Thì bây giờ nó sẽ kênh độc lập anh em nhé. Đây, anh em cũng sẽ thấy. Đó. Ok. Kênh này sẽ là súp này. Đó. Ok, rất là mạnh đó. Okay. Công suất này thì bao phê luôn anh em nhé. Đó. Bao phê luôn. Bao phê luôn cho anh em đây. Súp. Đó. Nhảy hết cả lên này. Dập nhà. Đó. Sợ là bốc khói loa luôn anh em. Đó. Một con súp đơn này thật sự là không chịu được một kênh này đánh sờ teo anh em nhé. Còn đâu với công suất của con này thì như em nói, mỗi một kênh chơi được một cặp súp đơn. Đấy, hoặc là ba chiếc súp đơn này luôn anh em nhé. Ba chiếc súp đơn này, hoặc là anh em chơi cho em là full đôi. Đó. Tới chỗ mức nào thì nó biết tới mức này đâu. Đấy thì anh em có thể thấy. Đó, quạt nó như thì phản lực luôn. Đấy anh em có thể thấy. Thì ok, hôm nay test nhanh cho anh em như vậy thôi. Còn đâu cái nội thất đây, em sẽ show cho anh em thấy cái nội thất của nó. Với cái nội thất này thì quá là chất rồi. Hai tầng tụ. Đấy, mà 24 tụ anh em nhé. Đấy, 64 sò cả bù áp. Thì với công suất này thì như em nói là 1.500W trên một kênh và 3.000W ở chế độ 4 ôm anh em nhé. Khuyến cáo anh em là không nên đánh 2 ôm vì 2 ôm nó cũng có thể đánh được 5.000W, nhưng mà khuyến cáo anh em chỉ chơi ở mức độ là
anh em chơi 4 ôm là ok rồi, chơi một cặp súp kép là ok, hoặc là anh em chơi hai cặp súp đơn thì là ok anh em nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em cũng đã xem video, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Rồi hôm sau em sẽ test, rồi em sẽ test cùng với súp kép luôn anh em nhé, test cùng với súp kép luôn để anh em thấy cái uy lực của nó. Còn hôm nay thì chưa test được súp kép nên là anh em thông cảm. Rồi ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.